Nếu bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Thì hiện tại là shop đã có thêm một phần cày thuê mới, Gift Game Pass đây. Đó, các bạn nhấp vô và có thể đăng ký và có thể mua game Gift Game Pass hoặc là dịch vụ cày thuê Lockroot nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni đây, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Lockroot tiếp. À, thì lần này thì mình đã farm được tới level 500 mấy luôn rồi, các bạn thấy chưa? Farm cũng dễ lắm bạn, như mình nói hôm bữa clip trước rồi ha. Các bạn chỉ cần xài cái trái lửa này, trái rửa này thì các bạn random ra dễ mà. Đứng dưới góc này nữa bạn. Các bạn có thể treo không cần nhiệm vụ cũng được, các bạn có thể auto lít á. Để đây nè. Đó. Cứ xài chiêu liên tục giống vậy cho mình nè đó. Cứ vậy đó, tại vì một cái sóng thần là quánh được tới quy một dãy con đó, con cuốn banana này đó bạn đó. Cuốn khỉ này đó, bạn thấy chưa? Đẩy một cái là một dãy luôn. Nè các bạn coi nè, mình tiêu diệt một phát là nhiệm vụ mình, nhìn các bạn nhìn level mình chạy đã lắm. Lên cấp cực kỳ lẹ luôn. Đó, xong, các bạn thấy chưa? Lên cấp liền luôn, thấy không? Đó, thì trong này hình như là 1000 là mát đó bạn. Chỉ cần nâng 1000 là mát rồi. Chắc vậy á, đúng không? Ủa, 5 à 6 600 hay 700 là mát đó bạn ơi, hình như level mát là nhiêu? Level mát là 750. À, level mát 750 là cỡ 700 hay 750 là mát đó bạn. Đó, là vậy là nhanh lắm. Ui. Khá cũng khá dễ ha. Đó là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi random ở cái gì vậy? Mình sẽ đi random chát quỷ cho bạn coi ha. Rồi mình review cái cây gậy như ý này của chú trời cho bạn coi ha. Dog Rumble đó bạn thấy chưa? Trời ơi, chó điện. chó điện. Đó. Cái cây điện của cuốn nè. Đó, chó điện. Từ từ mà bây giờ mình nghĩ là mình reset điểm đi đã, từ từ. Mình nâng vô play nha bạn. Từ từ để coi để mình nâng thử nhiêu coi. Ủa, có nâng 1000 nè. Mà cấp chưa 1000 mà đúng không? Ơ cái gì vậy? Ơ 1000 là mát nè. Ủa 1000 là mát nha các bạn. Ủa vậy nâng mát không còn nâng máu cũng được, tại vì mình đứng từ xa mình quánh mà. Hồi nãy mình thấy cái chiêu gì từ này đúng không ta? Cái gì vậy? Từ. Quy hóa cầu với bạn. Ủa quy hóa cầu luôn. Rồi, Rumble Dog Head. Đầu chó điện hả? Trời ơi. Ui. Ui, ui cái đầu chó luôn mà bằng điện nha bạn. Đỉnh vãi vậy. Được đấy nhờ. Ở đây để mình cái này là gì vậy? Ủa. Open gì fruit gì vậy? Cái này là gì vậy? Ồ. Bây giờ có cái bạn bán trái quỷ này, cái này mới hay sao bạn? Chứ trước đó là chỉ có random thôi đúng không? Còn này là có cái bạn bán luôn rồi nè. Đó. Thì cái trái cùi nhất là cái trái gum nha bạn. Đó, gum dog. Trời ơi, gum dog, ơi ơi là trời, cao su à. Cao su dog. Đó, flame nè, flame trái của mình đó bạn, có 1 triệu à. Farm cũng khá là dễ nha bạn, farm dễ luôn, lên cấp nhanh luôn. Đó. Tiếp theo qua tới hàng rare. Ơi. Cáp. Mắt ma dog là mắt ma nè. Ừ rồi, chó mắt ma mình biết rồi. Nhưng mà tại sao trong thế giới là chó lại có trái quỷ của loài mèo nha? Đúng không? Các bạn thấy lạ không? Thế giới là chó mà có trái quỷ loài mèo. Rồi con mèo này không lẽ thống trị hả? Hay là bị loài chó đè xuống? Hay là một con mèo này thống trị hết? Đó, kiểu vậy. Bây giờ tới Legendary nữa bạn. Legendary là tới Sandog. San này là cái gì ta? San này mình không biết là gì các bạn. Đâu phải két đâu đúng không? Két đâu có mạnh vậy được. Banana Dog, ôi. Phải. Có trái quỷ chuối chó nữa. Phải. Rồi Dragon luôn, ui. Dragon luôn nè. 500 triệu. Trời ơi, chó rồng. Ôi. Chó rồng. Và cái trái mạnh nhất đó chính là Dog Fruit nha các bạn. Trái mạnh nhất là cái trái theo cái tựa game này luôn đó. Trái Dog Fruit là mạnh nhất Rainbow nữa bạn thấy không? Còn bên này Awa là chưa có ra. Đây. Awa này chưa ra nên chưa biết được, còn cái trái Dog Fruit này Rainbow là mạnh nhất. 5 tỷ. Trời ơi. 5 tỷ tiền chó. Giờ mình đang có bao nhiêu vậy? 1 2 3 4 5 6 mình đang có 39 triệu rồi bạn ơi. Đúng ta, 1. Ủa đâu phải, đâu phải, đâu phải, từ 1 2 3 2 3. Mình đang có 395 triệu nha các bạn, đúng rồi. Trời, nhìn số nhiều quá mình đếm không hết luôn các bạn. 1 làm sao? Đúng rồi, 395 triệu. Trời đất ơi, 395 triệu là mình mua được cái trái gì ta? Mua bên này sẽ ngon hơn là khỏi random mấy bạn. Có khi mình mua được 395 triệu. Là mình mua được, ui, mình gần mua được Dragon luôn á bạn.
Nhưng mà thôi Dragon để đi ha, chắc mình mua từ từ dưới lên đi ha. Gum này thì cùi nè, từ từ để sau đi. Bây giờ mình sẽ mua cái trái mèo đi nha các bạn, 5 triệu đi. Cái trái này mình thấy lạ nè, tại sao quách cái ấy ơ mèo cũng bo nè. Ấy từ 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 cái này là con mèo cũng bo mà đúng không, mà sao trời tối thua vậy. Chắc quỷ mèo nè, cái này là cái đầu mèo cũng bo chứ gì nữa, cái skin bo xài đầu mèo này đúng không các bạn. Ư là trời, trời trời nhìn gì vậy, đúng không, ghiền mèo rồi đúng không, nè mèo nè đó, ghiền ghiền các bạn không, ghiền muốn quánh mình lắm mà sao mà quánh được, tức lắm. Nhìn mèo mấy bạn, trời chó nhìn mèo là hay chạy tới cạp mấy bạn đó. Rồi rồi buồn rồi đúng không, nè nè con mèo này nè nè nè, cho nè, cho nhìn tí đó nó. Sao mà đụng vô được, ơi là trời. Rồi ăn vô thử nhé bạn, cái đầu mèo này mắc cười quá vậy, nhập vô rồi cắt rút có 3 chiêu luôn, đầu đầu mèo nè, yellow card mèo vàng và cắt slash nè, ghê vậy. Đầu đầu mèo mình chưởng ra cái đầu mèo đúng không ta, đúng rồi bạn ơi, chưởng ra đầu mèo. Ui cái này là loại mèo thống trị loài chó luôn á, tiện chắc quỷ trong thế giới là chó có cái chắc quỷ mèo nữa chứ đó, phải không, một hit là toàn hết luôn chắc chắn rồi đó. Đi rồi dép cắt slash là gì đây, ui ghê à, ui quy đây là quy cái hình mèo nha mày, quy cái hình mèo mà kiểu cái hình mèo bị bè ra bạn, cái hình mèo bè ra phải không đó, cái hình mèo bị bè ra mà mỏng hơn đó bạn, kiểu cắt á, trời ơi đây cũng là cái đầu mèo mà bị mỏng ra thôi đó, được làm mỏng lại. Và chiêu cuối cùng Yellow Cat mèo vàng, what, cũng là đầu mèo mà đầu mèo bự hơn, đầu mèo hóa vàng, ui đầu mèo được sơn vàng lại, đù công nhận được sơn 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 màu tăng đám em ơi. Nhưng mình nghĩ là farm là cái đầu mèo này không có farm được đó mày, tại vì nó nhỏ quá, chỉ có slash thôi là cái chiêu ít á, chiêu ít của mèo hỏi bạn, mà cái chiêu ít của mèo mình đánh không 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 lên được nè, hình như nhỏ quá hay sao bạn, mỏng quá hay sao á, quánh không có tới đó bạn, không mỏng quá nè, vậy là farm không có ngon nha, cái này không phải xong, không có như cái trái flame sóng thần đó bạn, farm không có ngon bằng. Nhưng mà ui nhưng mà đam to nha bạn, ui đam to nha, đam to hơn flame nhiều nha. Flame hình như là mình nói phải không, Flame là mình đánh được có một khúc mà là mình chữa như là 3 4 lần á, mình chữa 3 4 lần mới tiêu diệt được một con Dog Monkey này. Còn này một hit nè, hai hit này, 3 hit nhé bạn, 3 hit lận. Còn cái lửa kia mình nghĩ là tới 4 5 hit lận chứ không tới 3 đâu, tại vì mình đánh một lần là một tí các bạn. Còn này là một một cái slash thôi các bạn, không một cái slash bay qua chưa biết thôi là hình như là nửa cây, gần nửa cây lận, ủa không, ui đam to vãi. Ui bây giờ mình thử cái chiêu Z nha bạn, chiêu Z coi đam to cái nào, chiêu Z có đam to như như cái chiêu ít hay không, nhưng mình nghĩ là đam bằng nhau ấy bạn đúng không. Rồi cũng vậy đó bạn, cũng 596 năm nè. Rồi con đó này trúng chưa, thử coi trúng, ủa ghê vậy. Cũng này đó bạn, cũng y chang à, cũng đang y chang à. Giờ mình thử cái chiêu mạnh nhất nha, chiêu C nha, giờ mình thử chiêu C đi coi, chiêu C như đam cũng vậy luôn. Vậy là 3 chiêu đam ngang nhau nhé bạn. Đó, 3 chiêu thì đam ngang nhau, chỉ có gọi là sao ta, chỉ có khác khác thôi bạn, không đó, khác 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 nhau thôi, nhưng mà 3 chiêu ngang nhau đó. Nhưng mà đánh theo mình đánh 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 lan á, đánh lan thì không ngon bằng cái flame, nhưng mà flame đam không to bằng cái trái cáp này các bạn ơi, trái cáp này đam to thật sự luôn á, đã thật sự rồi. Quên, vừa qua bô lê nha, giờ mình qua bô lê thử nha, có bô lê đam có to bằng trái quỷ không. Nhưng mình thấy là đao không to bằng rồi đó nha. Mình nâng mắt điểm vô kiếm rồi đó nha. Đây, đấy nha, điểm kiếm rồi, bây giờ thử đam nha bao nhiêu. Chiu. Rồi thua nhé bạn, hồi cái trái cáp này còn 5 5 5 5 9 đúng không? 5 9 còn cái này là còn 65 lần. Đó, vậy là không không mạnh bằng cái trái cáp. Ui, cáp đỉnh thế nhờ. Mạnh vãi đó chứ. Wow. Từ 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 từ. Rồi thì chắc mình sẽ mua cái giờ tính làm gì vậy, tính làm gì vậy, mình đang có 100 máu thôi nha. Mèo nè, tặng con mèo cho nè, chó bự. Đi rồi, giờ chắc mình xài thử gum thử nha bạn, xài thử gum đi ha, nè gum, rồi để coi coi gum. Ui gum tím tím luôn hả, nhìn giống gravity quá ha, gum cũng đẹp đó chứ, để coi gum mạnh không nhé bạn, tại vì hầu hết như gọi là sao ta, hầu hết như mấy cái tựa game mà One Piece á bạn, cái trái gum luôn luôn kiểu bị lỗi đam nhé bạn, kiểu như vậy, mấy tựa game One Piece mà kiểu farm farm vậy á,
là mấy cái gum gum hay bị lỗi đam lắm đó, mặc dù nó rất là cùi nha mày, mặc dù gum cùi lắm nhưng mà nó lỗi đam. Đâu để ăn vô thử nha, coi gum có lỗi không. Cái gì gum có hay chứ vậy, gum xì lát. What, kiếm hả? What, gum túm mày hả? Cái gì vậy, cái này phải gum không vậy? Gum gì vậy? Rồi gum là cao su mà, cái này mình nghĩ là cái gì ta? Vậy thôi mình nghĩ cái này là cái gì vậy bạn ơi? Gum bình thường là cao su đúng không? Còn cái này là kẹo cao su nhé bạn. Chứ không phải co giãn như là trong phim nữa mà là quăng cục cao su hay sao á. Ui, nhưng mà đam to nha. Ui, đam cũng to đó chứ, từ 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 để mình coi thử coi. À, đam không to bạn không? Đó cũng 7 cho còn 7 trăm mấy lần nè, là mình đánh 1 hit, 2 hit nè, 3 hit nè. 4 hit. 4 hit mới toàn nhé bạn. Không ngon bằng mèo, tại vì mèo là bên hàng rare mấy bạn. Đương nhiên gum sao bằng được. Nhưng mà sao gum gì kỳ vậy ta? Gum gì vậy? Gum gì sượng trưởng chiêu giống như kiếm nha bạn không? Giống như đường kiếm vậy đó. Rồi gum gì mà xài sóng thần vậy? Gum xài sóng thần. What? Cũng hơi khó hiểu nha. Đó, thì mình 500 mấy là mình hình như là qua được tân thế giới rồi đó bạn ơi. Đó, mình qua được tân thế giới rồi nhưng mà thôi tại vì mình chưa review hết tất cả những gì trong này mà. Nên tân thế giới từ từ để mình qua sau ha. Giờ mình còn mắt ma nè. Mình sẽ review từ 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 dưới lên trên hết cho các bạn ha. Đó, nhưng mà cái trái này 5 tỷ thì mắc quá bạn ơi, trời ơi. Cái trái rồi trái đó gì mà 5 tỷ dưới trời. Mắc giải thì chứ. Mắc kinh khủng thiệt. Thì cái cây gậy này thì ở clip trước á, các bạn nào coi mình thì biết rồi ha, các bạn chỉ cần lên đảo trời á, quánh con boss Ino trển là sẽ rớt ra một cái hộp. Cái hộp xong các bạn lụm các bạn xài vô. Đó, thì các bạn sẽ có được cái cây gậy này thôi. Cái gậy này mình thấy cũng bình thường nhưng mà cũng không có mạnh lắm. Kiểu vậy. Mình đang tính mua cái banana cái kiếm banana kia kìa các bạn. Đó, từ từ để mình lát thôi mình qua mình mua cái kiếm banana cho các bạn coi. Đây 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 đây. Đây. Để từ từ để mình tiêu diệt con boss Ener này xong mình sẽ qua mình mua cái kiếm banana nhé bạn. Kiếm chuối liền. Đó. Ơ. What? Đó bạn không? Sẽ rớt ra cái hộp này nè. Hồi sinh rồi hên quá. Ủa nhưng mà mình bị một hit mình cũng toang các bạn ơi, nguy hiểm vậy. Ư là trời, né 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 ra. Đó, ủa sao dễ ra vậy? Ủa quánh là ra luôn. Ơ né né né. Né ai da. Mới lụm được cái hộp. Hình như quánh là ra các bạn. Quánh là ra à. Tỷ lệ trong này rớt cũng khá là dễ nha mày. Ơ anh ơi nó được. Bây giờ ai da. Bây giờ ai đụng mình một hit cũng toang các bạn ơi. Kiểu vậy. Mình giờ mình yếu đuối lắm á. Để mình đi vô trỏng nhanh để mình lụm xong mình chạy ra nhé bạn. Tiêu diệt lẹ, né 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 né. Lụm lụm chạy 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 chạy. Xong lụm được. Lụm, lụm, lụm. Ai da. Đó. Là vậy nhé bạn, đó thì cái hộp ở đó các bạn chỉ cần vô trỏng là các bạn quánh chú trời là rớt ra liền luôn á. Giờ mình đánh một đống là một đống hộp nằm trỏng luôn á bạn. Nói thật. Kiểu vậy. Chắc một đống hộp nằm ở trỏng luôn á. Bừa vãi, thật sự. Rồi ha. Vậy đó, xong rồi đó, bây giờ mình sẽ trở về. Mình đi mua kiếm chuối mới được. Cái gì vậy? Dưới nước mà cũng bị kẹt vậy? Ôi, dưới nước mà cũng bị kẹt kìa. U là trời. Vậy cũng được nữa hả? Ghê thiệt. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên, đúng rồi, đi nhanh lên. Đi 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 đi. Cái kiếm chuối này tới 50, 50M luôn mấy bạn, không đùa đâu, mắc lắm đâu à. Hình như mắc nhất dưới đây rồi đúng không ta? Lộn với dưới đây mà là ở C1 mấy bạn. Đây. Ủa? Gì vậy? 500M. 500M. Trời ơi. 500M chứ mới 50M nha bạn. Vậy là cần phải farm thêm rồi. Ư là trời khó vậy. Nhưng mà cái farm cái bãi này thì các bạn xài Mera với lại gum thì farm dễ hơn đó bạn không? Chỉ cần một đường là xong nè. Đó tiền cũng nhiều nữa. Đó cứ vậy là xong nè. Tiền hình như một con là nhiêu ta, một con cũng hình như là một một triệu luôn phải không, một con là tới 1 triệu tiền luôn á phải không, tới 1 triệu không à, con có 125.000 đó bạn ơi, không tới 1 triệu nữa. Ư là trời. Nhưng mà các bạn không bấm 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 chiêu thì sẽ spam liên tục có dễ dễ farm được hơn đó là vậy. Nhưng mà kiếm chuối này vẫn chưa mua được nha, kiếm chuối này còn mắc quá. Ư là trời, mắc thật sự. Rồi thì hiện tại là mình farm gần đủ được 500M đó bạn, mình ngồi mình farm nãy giờ đó cũng khá là nhanh thôi bạn ơi. Nhận thêm nhiệm vụ nữa là các bạn làm hoàn thành nhanh lắm, tại một lần 10M lận mà.
Đó, từ từ để mình hoàn thành nhiệm vụ này là mình sẽ đủ tiền mua được cái kiếm chuối được. Để mình phải bắt buộc phải mua được cái kiếm chuối các bạn cho các bạn coi mà. Đó, 500M rồi nha. Đây đây đây, cái này là một một. Bây giờ mình có thể đánh đổi đó bạn. Một là mình mua có thể mua trái ác quỷ rồng đúng không? Đó, chó rồng á, mình có thể mua được trái quỷ chó rồng đó nhưng mà không. Mình đổi đi. Đó, mình phải mua cái cây đốt mình đana này mới được. Đó, chứ giờ người ta vẫy tay phải không? Đó, giờ ơi em xin lỗi. Đừng đừng với em, đừng với em. Đó. Chú cuốn người ta rồi 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 meo meo rồi kìa ở chú cuốn người ta đứng vẫy tay là không lẽ mình không mua đúng không phải mua rồi mua đít vô đây mua được rồi nè lúc đầu mình tưởng 50M bạn ai ngờ tới 500M lận trời ôi vãi con trái chuối luôn kìa u là trời vãi vậy được nguyên trái chuối luôn á chứ hay à được thế nha rồi nhồng vô mới được trời ơi lấy chú nhồng vô banana silk ui 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 đốt banana silat vãi quăng nguyên trái chuối ra luôn cái gì vậy cái dịch dày vậy cái ghê vậy chuối hư đúng không chuối hư này bị chảy ra nè chuối hư bị chảy ra nè à chuối hư bị chảy ra coi như đam ui đam kìa ui bạn coi đam kìa ui vãi đam to vậy giờ đó ui da ui đam to vậy what the đam ảo ma la da vậy rồi 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 tới chiêu ít nha à lộn tới chiêu dép nha mày quăng quăng cái banana ra coi thử coi rồi bao nhiêu đam cuốn này trời ơi một phát còn có hai triệu mấy 200 mấy các bạn thấy không ui banana chuối này mạnh vậy nhưng mà sao nửa trái chuối vậy đúng không mắc gì quăng có nửa trái chuối vậy à quy một trái nha bạn quy một trái chuối trái chuối gì nhỏ xíu vậy trái chuối nhớ dài lắm mà trái chuối gì mà nhỏ xíu bự bự ra vậy bạn không trời ơi chuối gì mà nhỏ mà bự dữ vậy đó bạn nhìn nè nhìn góc này mình tưởng là chuối bị một nửa ra các bạn tính ra trái chuối phải dài lắm kìa phải dài ra luôn kìa mới đúng mà trái chuối gì chút ép trời đất ơi nhưng mà mạnh thiệt nhớ bạn đam to vãi rồi thì mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây được rồi nhớ bạn thì clip lần sau mình sẽ review khác tiếp theo những cái trái quỷ khác cho bạn ha để mình farm thêm đã rồi thì các bạn nào thấy hay á thì cho mình xin một like một subscribe của mình ha nhớ bấm đăng ký và like cho mình một cái để mình có động lực làm những clip hay nữa ha bây giờ thì bye bye.